Tuy là người ta mặc bộ đồ cũ nhưng người ta đã mặc được bộ đồ cô dâu, ta hạnh phúc lắm rồi. Em mặc đồ đẹp hàng ngày hả? Cái gì? Nó chết chị tôi. Chị. Em đang nói bên kia, không nói chị. Sắp xong số này không? Chị yên tâm đi. 5 tới 10 năm nữa kiểu gì chị cũng được mặc. Đúng rồi. Em đi. Cho anh hỏi là em mặc đồ đẹp hàng ngày. Như vậy em đã mặc đồ cô dâu chưa? Có chú rể nào mà dẫn em lên giảng đường gì kia vậy? Lé đường. Có chú rể nào nắm tay em mặc đồ cô dâu thằng tăng lên lễ đường chưa? Đó hay là chỉ là cái sàn diễn bình thường thôi? Đối với em mặc một bộ đồ đẹp đi lên sàn diễn là em đã thấy là làm được cô dâu rồi. Không cần có một người đàn ông nào đứng sánh vai chung á. Không cần, không có nhu cầu. Hay là em nói như vậy em cãi không lận, em cãi không lận. Em về chỗ cũ. Cũ em. Để chị.